Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 28 tháng 6, tại huyện Phù Cừ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cử tri trong huyện. Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, kết quả giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri huyện Phù Cừ kiến nghị lực lượng công an tăng cường các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng internet và các trang mạng xã hội, có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động thương mại điện tử. Hiện nay, đối với đảng ủy các xã thị trấn, cán bộ văn phòng đảng ủy đang phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên, văn phòng đảng ủy xã đối với địa phương hiện nay chỉ do một đồng chí là người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm nên sẽ rất khó đáp ứng do không có gì ràng buộc. Họ không được hưởng lương, chỉ được hưởng phụ cấp hàng tháng nên khó có sự gắn bó lâu dài với công việc. Đề xuất Trung ương sớm cho chủ trương bố trí một công chức chuyên trách văn phòng đảng ủy ở các xã thị trấn, để đội ngũ cán bộ văn phòng đảng ủy cấp xã yên tâm làm việc, cống hiến và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu và giúp việc cho đảng ủy cơ sở. Theo luật bảo hiểm hiện nay, một trong những điều kiện để được hưởng lương hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là khi nghỉ việc phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Thời gian này được coi là khá dài nên dẫn đến nhiều lao động không đảm bảo điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu. Hiện nay, người lao động rút bảo hiểm xã hội rất nhiều vì thời gian đóng bảo hiểm 20 năm là dài, không đủ điều kiện và không được hưởng chế độ lương hưu. Trước thực trạng đó, tôi đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, rút thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động xuống còn 15 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển trên các lĩnh vực của huyện Phù Cừ và của tỉnh Hưng Yên về kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đô thị phát triển, công nghiệp đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Đại tướng Tô Lâm thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác an sinh xã hội của đất nước những tháng đầu năm 2023. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Đại tướng Tô Lâm khẳng định các kiến nghị của cử tri huyện Phù Cừ rất xác đáng, có căn cứ, phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy chính quyền địa phương. Hiện nay thì Chính phủ đã có một cái đề án giao cho Bộ Nội vụ tăng cường cái công chức ở cấp xã để như thế nào đảm bảo đủ cái công việc. Có thể sẽ phải tăng biên chế, rồi cũng có thể có một cái phân công lại, cái chức trách lại cho nó rõ. Một người làm được nhiều việc để đáp ứng được các yêu cầu của nhân dân. Bây giờ cái gì cũng ở xã, cái gì cũng phân cấp về xã, nhưng mỗi người là cũng có. Rồi sửa đổi các quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động, cái này rất thiết thực. Thậm chí là trước đây là công nhân, bây giờ cả nông dân cũng có bảo hiểm và cũng có về hưu, cũng có những cái chính sách như vậy. Thì thời hạn như thế nào, đây là cũng có, đã có những cái sửa đổi quy định đấy. Chúng tôi sẽ trao đổi với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, sẽ báo cáo với Quốc hội để có những cái sửa đổi, cái thời gian, thời điểm cho nó hợp lý, theo đúng cái nguyện vọng của bà con, đồng thời phải bảo đảm được cái chất lượng bảo hiểm. Lúc khỏe là còn đi lao động, còn làm việc được. Lúc già thì chính cái bảo hiểm xã hội đấy để nuôi mình lúc tuổi già, rất nhân đạo. Già không còn sức lao động nữa thì vẫn còn có cái lương nhà nước phải hỗ trợ bằng cái tiền bảo hiểm này trích ra. Nếu bây giờ ăn hết rồi thì đến lúc già là rất vất vả. Thì cái sửa đổi những cái này chúng tôi cũng xin tiếp thu, nghiên cứu cái cơ chế chính sách đặc thù riêng cho ngành nông nghiệp, cái này rất quan trọng. Địa bàn nông nghiệp bà con cử tri rất quan tâm đến những vấn đề này, chúng tôi sẽ tập hợp và có cái phản ánh. Chính sách tiền lương cho giáo viên, cho nhân viên làm công tác giáo dục ở các cơ sở đào tạo, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục, hai cái thầy xã hội nhà nước chính phủ rất quan tâm là thầy giáo và thầy thuốc. Vừa qua là cái mặt về xã hội rất chăm lo như này, nhất là Hưng Yên chúng ta bây giờ công nghiệp hóa phát triển lên, ruộng đất lên, thì chúng ta phải tập trung đẩy mạnh về giáo dục,
dạy nghề, rồi dạy để các cháu có công ăn việc làm. Đất đai thì nông nghiệp cũng sẽ bị thu hẹp lại, đất để dành cho dịch vụ và cho phát triển công nghiệp rồi. Thế thì bây giờ là phải có nghề đi làm việc, thế rồi ít nhất là cũng phải có cái dạy nghề. Thì cái phát triển giáo dục ở đây thì các đồng chí tỉnh làm rất tốt, nó phải chăm lo cái đội ngũ giáo viên từ mẫu giáo cho đến các cấp. Thì cái này tôi nghĩ là những cái phản ánh đó rất là xác đáng. Đại tướng Tô Lâm khẳng định các phản ánh kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao 50 bộ máy tính tặng các trường học trên địa bàn huyện Phù Cử, đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1949, thương binh hạng 2/4 ở thôn Khả Duy, xã Đoàn Đảo.